Mến chào quý anh chị, là em đây, Phan Hảo Rịa Vũng Tàu, chuyên sang hàng ngọc. Thì hôm nay em đang có mặt tại mặt tiền đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu, tọa lạc tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì đây là có quán cà phê Đồi Cát anh chị. Quán cà phê này là anh chị mà hay đi về biển à, biển Lộc An hoặc là biển Hồ Tràm là thường thường hay ghé quán cà phê này. Tại vì giá rất là bình dân luôn nha anh chị. Giá nó đâu đó khoảng tầm chai nước suối khoảng tầm là 89.000 thôi, rất là rẻ nha. Tại vì đây là mặt tiền đường ven biển à. Thì đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu này là đường huyết mạch nha quý anh chị. Kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi về biển nè. Thì hướng này là đi về biển Lộc An anh chị, cách khoảng tầm là 1,5 km ha, và cũng là hướng đi về Hồ Tràm. Khoảng tầm là 8 km và đi về Hồ Cốc La Ghi Bình Thuận Xuyên Mộc anh chị. Là đi đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu này ha. Xe Hoa Mai toàn thắng từ thành phố Hồ Chí Minh là đi ngang qua vị trí của mình luôn nha anh chị. Còn hướng ngược lại đây, đây hướng này ha, hướng ngược lại đây là về biển Phước Hải này, cách khoảng tầm là 2,5 km và cũng là hướng đi về Long Hải, thành phố Bà Rịa, đi về thành phố Hồ Chí Minh ha, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng tầm là 80 đến 85 km. Thì hôm nay em có cái sản phẩm muốn gửi đến quý anh chị là một lô đất đi vào đây, đường nhựa tim vàng nha. Vị trí của mình rất thích hợp cho anh chị về đây mình nghỉ dưỡng luôn anh chị. Tại vì là ở đây thì khu dân cư ha, rất là đông đúc rồi. Đi ra biển khá là gần luôn anh chị, mà giá cực kỳ hời luôn nha. Đây, nhiều đây. Điện nước đầy đủ, đường nhựa này thông thường luôn nha anh chị. Thì hôm nay là chủ gửi cho em lô đất tổng diện tích là 376m², ngang 10m, sâu 38 nha. 100m thuộc cư hướng Tây Bắc này, giá chỉ có 2,4 tỷ thôi anh chị. Một mức giá cực kỳ hời ha. View cánh đồng, lô đất của mình là quay về cánh đồng bên này luôn. Từ vị trí đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu đi vào cái lô đất của mình đâu đó cũng tầm 300m thôi anh chị. Đây, chủ đã bao quanh hết vườn ao rất là kiên cố rồi anh chị ha. Sổ sẵn công chứng sang tên ngay luôn. Đây, tất cả những cái lô đây ngang 10 là đều 2,8 tỷ, 3 tỷ hết anh chị. Nhưng mà riêng lô này nha, giá chỉ có 2,4 tỷ anh chị. Thực sự là một cái lô đất giá cực kỳ hời nên là em quay nhanh cho anh chị ha. Nói chung là chủ là đuối rồi. Đây, từ cái mấy tường bên này nè, qua ngay cái bia bờ rào bên kia ha, là 10m nè. Có cổng rào rất là kiên cố rồi nha anh chị. Sổ sẵn công chứng sang tên ngay nha. Ngang 10, sâu vào trong là 38m. Đất của mình là cao ráo bằng phẳng ha, cao hơn đường khoảng tầm là 20 phân. Anh chị về đây làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì quá tuyệt vời rồi. Đi ra biển cũng khá là gần, sát với đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu luôn anh chị. Anh chị mà lên xe ra bến xe miền Đông hoặc bến xe miền Tây, mình lên xe Hoa Mai toàn tháng hoặc xe khách đi về biển thì đi vào mình quá gần luôn, có 300m thôi. Phía sau của mình là nguyên một căn nhà vườn. Người ta trồng trái cây ăn trái quá trời luôn, nhãn nè. Nguyên vườn nhãn luôn anh chị. Nguyên vườn trái cây phía sau luôn. Tọa lạc ngay xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh chị. Đất của mình là quay về hướng Tây Bắc ha. Anh chị nào ở hướng Tây Bắc thì inbox liền cho em lô đất này ha. Thì gần kế bên mình đây người ta cũng phân lô rất là nhiều luôn, nhưng mà mấy cái lô đất này thì giá nó hơi cao nha anh chị. 2,8 tỷ, 2,9 tỷ lận. Lô đất của mình chỉ có 2,4 tỷ thôi. Anh chị đầu tư cũng được hoặc làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì quá tuyệt vời rồi. Ở đây thì điện nước đầy đủ. Có cổng rào rất là kiên cố rồi. Anh chị về đây móc khóa vô là rào luôn ha. Đây, view cánh đồng luôn. Đi vào đây là khu dân cư trong này nha anh chị. Đường này là thông thương luôn ha. Đi thông ra đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu được luôn nha anh chị. Trong này có mấy cái kho xưởng trong này, khá là lớn trong này anh chị. Đó, mấy kho lớn trong này. Còn xa xa kia là view núi Minh Đạm ha. Đứng đây mình nhìn thấy view núi Minh Đạm luôn anh chị. Bên kia núi Minh Đạm là biển Long Hải rồi. Rồi anh chị quan tâm inbox cho em ha. Bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch chúng anh chị xem.
sát với đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu mà giá cực kỳ hời luôn. Số của mình là số mới công chứng sang tên ngay nha anh chị. Thửa đất số là 220 tờ bản đồ 68. Địa chỉ xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Rìa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 376,8 m². Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 100 m thổ cư, còn lại cây lâu năm, thời hạn đất ở lâu dài. Đây. Đất của mình là mặt tiền đường nhựa quay về hướng tây bắc ha. Ngang 10 sâu 38 này. Thổ cư nằm đây ha. Để em show quy hoạch cho anh chị xem. Và đây là vị trí của mình anh chị. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ đất ở nông thôn 10 sâu 38 này. Tổng diện tích là 376,7 là đất ở nông thôn ha. Đất của mình là quay về hướng tây bắc. Anh chị quan tâm sản phẩm này thì inbox liền cho em ha. Vị trí chấm đỏ là vị trí đất mình anh chị ha. Đây là biển này. Phía bên này là bờ kè Lộc An anh chị, sát với lại Go Farm này. Goyo Farm này. Đây là 78 Lộc An này. Cách 78 với khoảng tầm là hơn 1 km thôi ha. Sát với lại đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu anh chị, rẽ vào đây này. Còn bên này là Phước Hải, bờ kè Phước Hải ha. Đi thẳng đường Nguyễn Tất Thành này. Đi về biển Phước Hải này. Cách biển Phước Hải khoảng tầm 2,5 km thôi. Mình là gần biển Lộc An hơn nha anh chị. Đây, ra đây biển Lộc An nó khoảng tầm là 1,5 km ha. Và đi thẳng xuống đây xíu nữa là về Hồ Tràm anh chị. Đây, Hồ Tràm thì 8 km nha. Đây, vị trí đất mình đây. Di chuyển về thành phố Bà Rịa thì nó đâu đó khoảng tầm là 12 km. Di chuyển về thành phố Vũng Tàu nó khoảng tầm là 20 km nha. Và di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng tầm là 85 km. Anh chị quan tâm sản phẩm sát gần biển để nghỉ dưỡng thì inbox liền cho em lô đất này ha. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh cho quý anh chị.